Bài học về con bọ trong ly nước. Ở chùa Kim Sơn, Hằng không đến. Đó là lần đầu tiên Hằng không đến đây. Tôi là người ra mở cửa. Anh ấy là một người rất cao lớn, cao hơn 1m80. Chẳng bao lâu sau, anh ấy muốn trở thành một sa di. Và thế rồi anh ấy bắt đầu tụng chú Lăng Nghiêm suốt ngày không ngừng nghỉ, và đã đạt đến trình độ mà thầy ấy quỳ xuống để tụng trước bàn thờ ở chùa Kim Sơn. Cẳng chân của thầy bị sưng vù lên, phình to giống như bệnh phù chân voi. Vì thầy ấy cứ quỳ suốt ngày nên sự lưu thông máu huyết bị tắc nghẽn lại. Và có một điều khác mà thầy thích làm nữa là làm nước ép trái cây. Và thầy thích làm nước ép trái cây cho sư phụ. Và những gì đã xảy ra là thầy ấy trở nên có thói quen là đến tham dự thời khóa công phu tối, nhưng lại bỏ đi giữa chừng buổi lễ công phu tối. Tại chùa Kim Sơn có một bức tường như thế này. Bên đây là Phật điện, bên này là phòng ăn và nhà bếp. Vì thế rất dễ lẻn ra khỏi cửa và tới ngay đến nhà bếp liền. Vì thế thông thường trong khi chúng tôi niệm danh hiệu Phật A-di-đà và đi kinh hành vòng quanh, nhưng thậm chí đôi khi sớm hơn trước lúc đó thì thầy ấy đã rời khỏi lễ công phu tối để đi đến phòng kế bên và làm nước ép trái cây cho sư phụ. Thầy ấy rất thích làm việc này và mỗi tối thầy ấy đều làm thế. Sau khi sư phụ đã an tọa, thầy sẽ đem ly nước vào và đặt ly nước trên bàn của sư phụ. Nhưng sư phụ không thích người nào bỏ thời khóa công phu tối, và đặc biệt ngài không muốn thầy Hằng không bỏ thời khóa công phu tối để làm gì đó cho sư phụ. Ngài đã bảo thầy ấy nhiều lần trước mặt chúng tôi là đừng có làm như thế, ta không cần nước trái cây, hoặc nếu không thì con có thể làm sớm trước đó. Tuy nhiên thầy Hằng không thì lại muốn làm nước phải tuyệt đối tươi mát, chỉ vừa mới ép hoặc vắt ra. Rồi một đêm kia, thầy mang ly nước vào và lấy nước có cái nắp đậy lại. Sư phụ bắt đầu thuyết giảng. Ngài dùng nước trong khoảng thời gian người thông dịch đang dịch. Ngài nhấc cái nắp ly ra và nâng ly lên. Hình như sư phụ hoặc là bị cườm mắt, hoặc bị cận thị, viễn thị gì đó. Ngài thường nhìn như thế này, nên ngài nhìn vào cái ly sát như thế này và uống. Rồi ngài giảng và đến phần thông dịch, ngài lại uống tiếp và cứ nhìn vào trong cái ly. Rồi ngài gọi thầy Hằng Tĩnh lên và hỏi rằng: "Thầy Hằng Tĩnh, cái gì trong ly nước vậy?" Thầy Hằng Tĩnh nhìn và trả lời: "Thưa sư phụ, không có gì cả." Sư phụ nói: "Có một con bọ trong ly nước." Và thầy Hằng Tĩnh nhìn vào rồi nói: "Không phải con bọ, chỉ là miếng sợi xơ nhỏ, cái xác cây bị sũng nước thôi." Nhưng sư phụ nói là một con bọ đó. Thế là thầy Hằng Tĩnh ngồi xuống, rồi đến phiên sư phụ giảng, và tiếp theo là phần của người thông dịch, thì ngài gọi thầy Hằng Tĩnh lên lại và hỏi: "Cái gì trong ly nước vậy?" Thầy Hằng Tĩnh nhìn vào và trả lời: "Thưa sư phụ, đó là con bọ. Ta đã nói với con rồi, đó là con bọ mà." Thế rồi thầy Hằng Tĩnh phải chỉ cho từng người chúng tôi ở trong giảng đường tối hôm đó xem, thầy phải cầm cái ly nước và cho chúng tôi xem. Và cuối cùng chúng tôi phải biểu quyết là có bao nhiêu người nói đó là con bọ và bao nhiêu người nói đó là miếng xác trái cây. Đó là một con bọ rất đẹp, tôi cũng có mặt ở đó. Con bọ thật đẹp, rất rõ ràng và khá lớn, nằm dưới đáy ly. Đôi chân của nó thật dễ thương, một con bọ rất đẹp. Vì thế tôi đã tán thành nó là con bọ và mọi người cũng biểu quyết đó là con bọ. Thế là ngài gọi thầy Hằng Không, người đã đem ly nước cho ngài, và nói: "Tại sao con lại đem cho ta nước trái cây mà có con bọ trong đó?" Và thầy Hằng Không trả lời: "Thưa sư phụ, không có con bọ nào cả." Ngài nói: "Có con bọ trong đó." Vì thế ngài bảo thầy Hằng Không là từ nay ngài sẽ không bao giờ nhận nước ép trái cây từ thầy nữa. Và điều đó đã giải quyết được vấn đề thầy Hằng Không vắng mặt vào thời khóa công phu tối, vì thầy không còn đi làm nước ép trái cây nữa. Liệu chúng ta có thể giải thích như thế này: "Sư phụ đã tạo ra con bọ đó." "Tất nhiên rồi, quý vị không muốn diễn giải cách đó, nhưng sư phụ có kỹ năng giáo huấn mọi người thay đổi từ đó trở đi và không còn tiếp tục nữa, không còn lặp lại nữa. Ngài đã cố gắng
Ngài cố gắng nói với thầy hàng không nhiều lần và nhiều cách, và phải nhờ đến một con bọ trong ly nước để làm được điều này. Ở giảng đường Phật giáo chùa Kim Sơn, Quả Hằng, Hằng Không, có một con bọ trùng trong tách trà của tôi, có một con bọ trong tách trà của tôi. Tất cả quý vị vẫn còn nhớ chứ? Con bọ trùng này cũng đến đó để nghe pháp. Ha ha ha, un sam mo di so ha ha.